Thiếu rất nhiều kỹ năng là yếu tố khiến cho nhiều bạn trẻ ngần ngại khi bước trên con đường khởi nghiệp. Thế nhưng câu trả lời cho rất nhiều vấn đề tưởng như khó khăn lại nằm ở duy nhất một từ, đó chính là kết nối. 2 năm tự mình xây dựng chuỗi cửa hàng bán bánh mì K-pop, bạn trẻ Lê Quốc Thạch thừa nhận nếu không kết nối được với nhà đầu tư, mình sẽ không biết xoay sở ra sao với dự án khởi nghiệp này. Từ khi có sự hỗ trợ của Việt Nam Silicon Valley, Thạch đã quyết định start up với mô hình franchise thương hiệu K-pop Rocky ra cộng đồng. Cái nền tảng, cái business model của mình nó chưa được vững, mình cần phải xây dựng lại. Và thay vào đó là trước giờ là mình chỉ là làm theo cảm tính thôi, tức là nó không theo một cái mô hình cụ thể nào cả. Cái thiếu là thiếu cụ thể đó là làm thế nào để kết nối với những cái quỹ đó, những cái cá nhân mà mong muốn có đầu tư vào những startup như mình. Tại một hội thảo được tổ chức gần đây, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT khẳng định với những vụ việc như Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông, thì có thể khẳng định là Việt Nam có quá nhiều tiềm năng để xây dựng phong trào startup, nhất là khi dân số có tới quá nửa đã quen dùng Internet. Chỉ có điều, vấn đề chính là chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đi trước làm sao để tạo cho các em sự kết nối này. Khi mà bạn muốn giải quyết một bài toán nào đó, thì bạn phải giải quyết bài toán đấy ở trên quy mô của thế giới. Cho nên việc mà bạn liên kết với các quỹ đầu tư, với các cái mạng lưới, những người tư vấn mentor, với những cái nhóm khác nhau, khởi nghiệp khác nhau thì phải ở quy mô thế giới. Cho nên chúng ta đang thiếu cái thứ hai là thiếu cái liên kết. Cái thiếu thứ ba mà chúng ta cũng rất là lớn ấy, là thiếu một khuôn khổ pháp lý phù hợp cho startup. Cũng với mong muốn tạo cơ chế cho hoạt động khởi nghiệp, ngày 18 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Theo đó, trọng tâm là hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp được gọi vốn thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm. Đề án này được cộng đồng khởi nghiệp chờ đợi sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động khởi nghiệp hiện nay. Thì tôi cho rằng là cái khởi nghiệp của Việt Nam đang rất là nhiều, được nhiều ưu đãi. Sau khi có cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 18 tháng 5 á, về hệ sinh thái dành cho khởi nghiệp đấy, đã được phê duyệt ấy, thì nó có hỗ trợ rất nhiều kinh phí, đặc biệt là những cái việc mà đầu tư trực tiếp cho startup là hoàn toàn nhà nước có thể đầu tư ban đầu. Thì tôi nghĩ đấy là một cái rất là lợi thế mà hiện nay các nước mà đang phát triển về khởi nghiệp như là Ấn Độ hay là như Mỹ, họ cũng đều là như thế cả. Bên cạnh việc tạo ra hệ sinh thái cho khởi nghiệp, đề án cũng đặt mục tiêu kết nối các ý tưởng khởi nghiệp trẻ với các quỹ tư nhân, cộng đồng xã hội. Từ đó thể hiện rõ vai trò nhà nước là đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp ban đầu, nhưng luôn cần có các nhà đầu tư tư nhân, cộng đồng xã hội đầu tư tiếp theo mới có thể thực sự nâng cao tính hiệu quả và bền vững của việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng việc triển khai đề án này trên thực tế sẽ tạo ra sức hấp dẫn mới cho thị trường khởi nghiệp tại Việt Nam.